Làm sao để bài viết của bạn dễ dàng được tìm thấy bởi Google và người dùng dễ dàng gọi điện thoại để mua hàng từ bạn, thì cái bài viết chính là cái phương tiện giúp cho bạn thực hiện điều đó. Và để làm được cái điều này thì các bạn sẽ cần phải tham khảo một số cái checklist. Và trong video này mình sẽ chia sẻ cho bạn một số checklist để bạn có thể viết bài chuẩn SEO và cung cấp giá trị cho người đọc. Cái checklist đầu tiên là checklist quan trọng nhất mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là cái bài viết của bạn thì phải cung cấp giá trị cho người đọc. Ví dụ như là khi mà các bạn bị đau răng, hay là các bạn bị đau mắt, hay là các bạn muốn tìm hiểu về một cái chứng bệnh nào đó, hoặc là các bạn muốn tìm hiểu về thông tin về một cái vấn đề nào đó, thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta vào Google, chúng ta gặp từ khóa vào, chúng ta enter và cái kết quả nó hiện ra và chúng ta bấm vào những cái kết quả đó để chúng ta đọc. Thì khi mà chúng ta đọc thì cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải khai thác được thông tin gì đó từ cái bài viết mà chúng ta đang đọc. Bởi vậy khách hàng tiềm năng của bạn cũng vậy, họ gặp cái vấn đề nào đó thì họ bắt đầu là họ vào Google để họ tìm, và họ chỉ ở lại website của bạn khi bài viết của bạn cung cấp được cái giá trị cho họ khi mà họ đang đọc. Do đó bạn cần phải cung cấp giá trị thật sự, một cái nội dung hữu ích cho độc giả của bạn để độc giả của bạn khai thác và ở lại website của bạn, và có thể là họ sẽ liên lạc với bạn khi mà họ cần thêm thông tin hoặc là họ sử dụng dịch vụ. Do đó thì các bạn lưu ý cái tiêu chí này ha, đó là bài viết thì phải mang cái giá trị cho người đọc. Tiếp theo, cái bài viết của bạn thì không được copy hoặc là đạo văn từ cái bài viết khác, thì điều này sẽ làm cho website của bạn bị Google phạt và nó sẽ khiến website của bạn khó lên top. Thì các bạn cũng lưu ý cái này, các bạn có thể sao chép về mặt ý tưởng và các bạn có thể là truyền tải lại, các bạn có thể viết lại bằng cái ngôn ngữ của bạn, nhưng tuyệt đối là không sao chép. Thì đây là cái checklist thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Tiếp theo, cái checklist thứ ba là cái bài viết của bạn thì các bạn cần phải đưa cái từ khóa tìm kiếm vào trong tiêu đề. Thế thì cái từ khóa chính là cái từ khóa mà đã được Google nó ghi nhận lại là thống kê ra rằng là cái từ khóa đó chính là cái từ mà mọi người hay tìm, thì các bạn phải đưa cái từ đó vào thì cái Google nó mới dễ dàng là đưa cái bài viết của bạn lên trên đầu khi mà họ tìm đến cái từ khóa đó. Ví dụ mình có cái từ khóa là thiết kế website, đây là cái từ khóa mà mình mong muốn là mình SEO cái từ này, thì bạn có thể đặt cái tiêu đề liên quan đến từ khóa này. Ví dụ là thiết kế website tại Phú Yên, thiết kế website tại Bình Dương, hay là dịch vụ thiết kế website, hay là quy trình thiết kế website, thì các bạn có thể đặt cái tiêu đề đó, nó phải chứa cái từ khóa để Google dễ dàng tìm thấy web của bạn. Và lưu ý là cái tiêu đề thì nên dưới 70 ký tự ha, và hoàn hảo nhất là 60 ký tự để nó được hiển thị rõ ràng nhất. Rồi, tiếp theo là các bạn đưa từ khóa vào 100 từ đầu tiên của bài viết. Có nghĩa là khi mà các bạn viết bài á, thì các bạn cần phải đưa cái từ khóa đó vào cái đoạn mở bài của bài viết. Thì ví dụ như là mình gọi là máy tính đi ha, mình gọi là máy tính. Thì ở đây mình sẽ có một cái trang của là Wikipedia. Đây, ví dụ như là máy vi tính. Máy vi tính là cái từ khóa mà mình đang đi tìm. Thì cái trang Wikipedia này họ viết là họ đưa thẳng luôn cái từ khóa ở đầu tiên nè các bạn. Khi mà họ viết cái đoạn mở bài này thì họ đưa cái từ khóa đó lên trên đầu luôn. Thì khi các bạn viết bài thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, là các bạn mở bài hoặc là các bạn lồng ghép cái từ khóa vào cái đoạn mở bài của các bạn. Rồi, tiếp theo, từ khóa phải nằm trong phần cuối bài viết, đó là cuối bài viết này thì các bạn cũng phải đưa cái từ khóa vào nha. Cuối bài viết thì các bạn cũng phải đưa từ khóa vào. Rồi, tiếp theo là chèn từ khóa vào trong cái văn bản thay thế của hình ảnh. Có nghĩa là khi các bạn đưa cái hình ảnh vào trong cái bài viết á, thì ở trong cái website, ví dụ như đây là nền tảng WordPress,
thì nó sẽ có một cái ô đó là văn bản thay thế chú thích. Thì các bạn phải đặt cái tiêu đề cho cái hình ảnh này, nhưng mà nó cũng phải chứa từ khóa luôn. Giả sử như là hồi nãy mình nói là về máy vi tính đi, thì trong cái bài này nó cũng sẽ phải có là máy vi tính, ví dụ như vậy đó. Thì các bạn cũng đưa vào văn bản thay thế và chú thích. Rồi, thẻ heading nên có H1, H2, H3, H4 chứa từ khóa, nhưng mà đừng quá spam. Thế thì cái H1, H2, H3, H4 này là gì? Đó chính là cái mục lục của cái bài viết. Ví dụ như các bạn đọc một cái văn bản, các bạn thấy là mục 1, mục 1.1, rồi mục 2, mục 2.1, 2.2, rồi phần kết bài chẳng hạn, phần mở bài, phần bài kết bài. Thì đây chính là những cái heading, hay còn gọi là cái mục lục cho bài viết của bạn, thì giúp cho người đọc họ dễ dàng họ đọc hơn, cũng như là Google họ cũng có thể là dễ dàng đọc bài viết của bạn. Thì các bạn có thể tham khảo ha. Và ví dụ chúng ta quay lại cái bài viết này, thì cái heading chính là cái nào? Thì chính là cái này nè các bạn. Ví dụ như đây là một cái heading ha. Rồi, miêu tả nè cũng là một cái heading. Rồi, lịch sử nè cũng là một cái heading. Đó, họ chia ra từng đoạn và từng cái heading như vậy thì các bạn sẽ dễ dàng các bạn đọc cái bài viết hơn. Mình đang có một cái ví dụ khác. Ví dụ như là mình gõ là khóa học Canva đi. Khóa học Canva miễn phí nha. Mình gọi từ khóa này là khóa học Canva miễn phí. Thì cái trang đầu tiên là trang website của bên mình nè. Rồi, mình sẽ chỉ cho các bạn về cái heading cũng như là cái dàn bài. Đây, cái chữ xanh xanh này chính là cái heading nè các bạn. Đó. Thì trước khi mà các bạn viết bài á, thì các bạn nên viết sẵn trước cái này đi. Viết sẵn trước cái mở cái dàn bài, cái dàn ý này đi. Và trong cái dàn ý này cũng phải chứa từ khóa luôn ha. Cũng phải chứa từ khóa luôn mà, nhưng mà đừng quá spam. Nó chỉ cần chứa một số cái là được rồi. Ví dụ đây nè, đây có chứa từ khóa này, khóa học Canva miễn phí nè. Đó, thì các bạn cũng lưu ý cái này. Nhưng mà đừng quá spam nha. Các bạn chèn và các bạn cảm thấy nó cần thiết thì chúng ta chèn cho nó có ý nghĩa, người dùng cũng dễ dàng theo dõi. Rồi, bài viết có một liên kết nội bộ cũng như là liên kết đến website khác hoặc là trích nguồn. Có nghĩa là cái bài viết này đó, thì các bạn có thể chèn liên kết, chèn cái đường link đó các bạn, chèn cái đường link vào cái trang nội bộ hoặc là đến một cái website khác. Ví dụ như mình đang có cái bài này đi, mình đang có cái bài này. Thế thì cái bài này á, nó sẽ có những cái đường link. Ví dụ như là bạn có thể bấm mua tại đây nha. Đó, bấm mua tại đây. Thì cái đường link này nó dẫn qua một cái website khác. Đó, nó dẫn qua một cái website khác. Thì cái website này thì có thể là cái gì? Là những cái website khác nằm trong cái hệ sinh thái website của bạn, hoặc là cái mạng xã hội của bạn, hoặc là các bạn đang trích dẫn nguồn từ một cái nơi nào đó. Ví dụ như là Wikipedia, hoặc là bạn đang trích dẫn một cái khái niệm nào đó trên một cái bài báo nào đó, hoặc là các bạn đang trích một cái tin thời sự trên một cái bài báo nào đó. Thì các bạn nên dẫn nguồn, thì nó sẽ giúp cho bạn website của bạn nó thể hiện được cái độ uy tín hơn. Đó là cái web, là đường link ra ngoài ha, gọi là extend link, là link ra ngoài. Rồi, và một cái đường link nội bộ. Ví dụ như là trong cái bài viết này thì mình mong muốn là mình giữ chân khách hàng, giữ chân người đọc, và họ có thể đọc tiếp những cái bài viết trên cùng cái website của mình, thì mình có thể là chèn cái đường link nội bộ. Ví dụ như mình đang nói về cái việc là khóa học Canva, thì để học được Canva tốt nhất thì cần phải có nâng cấp Canva, đúng không? Thì trước đây là Canva được nâng cấp lên tính năng Pro miễn phí. Thế thì mình đang có một cái bài viết dài hướng dẫn làm cái điều đó. Thì tại cái bài viết này, cuối bài nè, thì mình muốn giữ chân cái người đọc, thì mình chèn thêm cái đường link này đến cái bài viết khác cùng trang của mình. Hồi nãy là khác trang nha, nhưng mà bây giờ là cùng trang của mình. Thì nó qua cái trang này, thì khách hàng họ dễ dàng họ đọc tiếp và họ ở lại, và họ tiếp tục là ở lại cái web của mình, thì sẽ được Google đánh giá là cái web mình nó tốt hơn ha. Đó, cái bài này thì mình cũng trình bày theo những cái mục lục này nha các bạn.
theo những cái heading H1, H2, H3, H4, H5, H6 đó, thì chúng ta trình bày như vậy. Ok. Tiếp theo là tiêu đề có ít nhất là một số hoặc là cái tính từ động từ mạnh, như ví dụ như là bí quyết hay là bật mí hoặc là sự thật về vân vân, thì những cái điều này nó sẽ giúp cho người dùng là họ dễ dàng họ bấm vào cái đường link của bạn. Ví dụ như là 5 cách để kiếm tiền trên internet, thế thì nó rất là cụ thể, rất là rõ ràng và nó tăng cái tỷ lệ là người ta bấm vào, người ta đọc bài của bạn, thì các bạn cũng thể cân nhắc cái này. Độ dài bài viết thì phải trên 800 từ thì nó sẽ cung cấp một cái nội dung giá trị ha, vừa đủ, không dài quá cũng không ngắn quá, người ta có thể dễ dàng người ta đọc. Rồi, tiêu chí số 11 là bài viết nên chia làm các đoạn văn ngắn, tối đa 4 dòng mỗi đoạn. Thì giống như cái này ha, thì nếu mà mình viết dài quá thì người ta sẽ khó xem. Mình viết dài quá thì người ta có thể khó xem. Thế hình mình có thể chia theo từng đoạn như thế này. Đó, chia từng đoạn. Ở đây là cái tiêu đề nè, cái heading, sau đó tới đoạn, sau đó tới hình, rồi tới đoạn tiếp, rồi tới heading, rồi tới đoạn. Giữa các đoạn này các bạn có thể là làm màu sắc hoặc là hình ảnh hoặc là video nào đó cho người ta dễ đọc. Đó, các bạn chia ra, đừng có viết luôn tuồn từ trên xuống dưới nha, thì nó khó đọc. Thì các bạn chia đoạn ra thì sẽ dễ đọc hơn. Rồi, trong bài viết thì phải có chứa ít nhất hình ảnh hoặc là video. Rồi, bài viết thì nên có đầy đủ 3 phần là mở bài, thân bài và kết luận. Đây, phần này là phần tổng kết, là phần kết luận nè. Rồi, ở giữa này là thân bài. Còn mở bài là cái đoạn này nè các bạn. Đó, mở bài là đoạn này, người ta hay còn gọi là đoạn sabo đó, mở bài. Rồi, bài viết nên chứa các từ khóa liên quan khác cùng chủ đề. Đó, mật độ từ khóa công thì chiếm sẽ là từ 1-3% so với nội dung. Ví dụ như là các bạn đang tập trung cái chữ là máy vi tính, thì các bạn viết một cái bài dài ơi là dài, nó rất là nhiều chữ, thì cái từ khóa là máy vi tính phải chiếm là từ 1-3% nội dung ha, để Google nó xác định trọng tâm mà các bạn muốn viết là cái gì. Rồi, từ khóa thì nằm trong đường link không dấu, có nghĩa là cái từ khóa nó sẽ nằm trong đường link này các bạn. Đó, từ khóa nó sẽ nằm trong đường link này, ví dụ như khóa học Canva miễn phí đi. Đây, từ khóa nó sẽ nằm trong những đường link này, thì khi các bạn up bài lên trên website thì mặc định cái đường link website nó cũng sẽ được cập nhật. Rồi, trong trường hợp mà nó dài quá thì các bạn chỉnh lại cho nó ngắn hơn. Rồi, từ khóa thì phải trong thẻ mô tả description và không lớn hơn 160 ký tự, giới thiệu chung về chủ đề, kích thích hình ảnh. Rồi, tiếp theo nè, cái đường link thì phải ngắn gọn, tập trung vào từ khóa. Đó, thì đây chính là một số cái checklist cơ bản dành cho bạn khi mà bạn bắt đầu viết bài trên website. Nó cũng không có nhiều lắm đâu, thì các bạn chỉ cần làm và các bạn quen thôi. Chúng ta làm dần dần thì chúng ta sẽ quen. Rồi, ok nha. Thì hy vọng với cái bài này thì chúng ta sẽ nắm qua tổng quan một số cái tiêu chí khi các bạn viết bài trên website của mình. Rồi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ những video từ mình nha. Tạm biệt các bạn.